Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh D&D Channel. Vâng, hôm nay mình xin được review cái khung cảnh của đình làng Nguyên Xá mình nhân ngày thì hội làng truyền thống. Và mình sẽ xin giới thiệu với các bạn khung đình làng Nguyên Xá chúng mình. Và mời các bạn cùng đi theo mình nhé. Đây là toàn bộ cái khung cảnh chuẩn bị cho ngày lễ hội truyền thống đình làng Nguyên Xá năm 2013. Và đây là đình làng mình nhé các bạn nhé. Nhìn từ bề ngoài đình đây bạn này. Mình làm biên tập video này là trước ngày hội đình một ngày nhé các bạn nhé. Đình làng như các bạn đã biết đấy, ở Thái Bình thì là hoàn toàn là không có một con núi rồi, nhưng mà đình làng quê mình là hoàn toàn là làm bằng kiến trúc là bằng đá. Cái khối đá này theo các cụ là đã được vận chuyển từ tận Hải Phòng ấy về đây rồi các bạn ạ. Và ngày tổ chức lễ hội truyền thống là vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm. Đình làng sẽ tổ chức lễ hội. Và sau đây là mình cùng đi vào sâu trong nhé các bạn nhé. Đây bạn, bước vào trong khung đình. Thờ thanh hoàng bán cảnh các bạn. Toàn bộ kiến trúc cột lầm là bằng đá hết nhá. Qua nhiều năm cũng đã được tu sửa và tôn tạo. Trúc bằng đá là nguyên khối ấy, thủ công bạn ạ. Từ cột xa kèo này, bạn nhớ tất cả những con rồng này, đầu rồng được chạm khảo tinh vi bằng đá. Đọc theo kiến trúc từ ngày xưa đến giờ. Và cứ đến ngày mùng 9, mùng 10 tháng 2 hàng năm là làng Nguyên Xá lại tổ chức lễ hội truyền thống. Đây là đền thờ các anh hùng liệt sĩ. Cạnh đó là thờ của Bác Hồ. Những kiến trúc bằng đá có từ lâu đời, có 102. Không bị mai một. Tất nhiên là cũng có nhiều
cột qua thời gian nó bị nứt vỡ và đã được tu sửa. Ở đây bây giờ là mình cùng đưa đến, đây là giấy chứng nhận di tích lịch sử văn hóa này. Nên mình sẽ đưa các bạn lại gần chiếc cột đá này. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, hoa văn được đục đẽo. Và hiện tại là làng đang chuẩn bị hội, các cụ đang tụ họp ngoài bàn bạc dọn vệ sinh để phục vụ lễ hội ngày mai và ngày kia. Đó là lần này các bạn có thời gian hãy bước chút về thăm khu di tích lịch sử văn hóa đình làng Vược chúng mình nhé. Các bạn về tận nơi sẽ thấy được mỹ quan của đình làng. Đây các bạn, từ những cột kèo dù đã qua rất nhiều thời gian, toàn bộ bằng đá, còn phần mái là qua chiến tranh bây giờ đã được tu tạo bằng mái hiện đại, nhưng mà theo cái kiến trúc của đình chùa ta ngày xưa. Rất nhiệt, rất nhiệt. Chào mừng các bạn về hội với hội đình nhà mình. Các bạn thấy hay thì hãy like, comment và để lại cho mình ý kiến nhé. Chào các bạn.